Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu còn đang nói với các môn đệ ông Gioan, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lại người và nói: Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống. Đức Giêsu đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với người. Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm tiến đến phía sau người và sờ vào tua áo choàng của người. Vì bà nghĩ bụng, tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của người thôi là sẽ được cứu chữa. Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con. Và ngay từ giờ ấy bà được cứu chữa. Đức Giêsu đến nhà viên thủ lãnh, thấy phường kèn và đám đông ồn ào. Người nói: Lui ra, con bé có chết đâu, nó ngủ đấy. Nhưng họ chế nhạo người. Khi đám đông bị đuổi ra khỏi rồi, thì người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Chúa. Kính thưa cộng đoàn, qua phần đáp ca, tất cả chúng ta cùng dâng lên lên Chúa, lạy Thiên Chúa, con tin tưởng vào Ngài. Để phục vụ lời Chúa ngày hôm nay, mời gọi chúng ta hãy luôn đặt niềm tin tưởng vào Thiên Chúa là đấng an bài tất cả mọi sự và là đấng luôn mong cái điều tốt cho tất cả con dân của Chúa, các thụ tạo. Luôn luôn đặt niềm tin vào Thiên Chúa. Và thực sự chỉ có những người có lòng tin vào Thiên Chúa mới được hưởng tất cả những ơn lành Chúa ban. Vì cũng như trong bài tin mừng ngày hôm qua, có lẽ chúng ta còn nhớ là khi Chúa Giêsu trở về quê quán của Ngài, thì Ngài cũng đã từng đi giảng nhiều nơi, từng làm phép lạ rất nhiều, cứu chữa cho biết bao nhiêu người. Nhưng khi về tới quê hương của Ngài, Ngài không có làm được phép lạ nào, chỉ một ít thôi. Mặc dầu dân chúng thì vẫn mong là Ngài làm một phép lạ nào đó để mà thiên chữa cho tất cả những người dân làng của Ngài. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài đã không làm. Lý do là tại vì mặc dầu họ vẫn thán phục cái lời giảng của Chúa, vẫn nghe tiếng đồn về việc Chúa cứu chữa nhiều người, nhưng mà vì họ không có lòng kính trọng, không có lòng tin vào Đức Kitô, vì vẫn cho rằng Ngài cũng chỉ là một con người rất tầm thường, chẳng có danh giá, quê quán họ hàng của Ngài cũng rất là bình thường, là con bác thợ mộc, đâu có đi học, đâu có bằng cấp gì đâu. Thế nhưng họ không có tin, và vì không có tin thì Chúa cũng không có ban phép lạ. Vì thực sự những phép lạ của Chúa Giêsu làm đó là để thưởng cái lòng tin của con người, chứ không phải để khoe khoang quyền năng của Thiên Chúa, hay để khoe khoang những cái hồng ân mà Thiên Chúa ban cho vị thánh này, vị thánh khác, vân vân. Tất cả mọi sự đều là do Thiên Chúa ban. Trong bài đọc thứ nhất ngày hôm nay, ông Gia-cóp là con ông Isaac, thì ông cũng chỉ là nằm ngủ và mơ thấy tất cả những cái điều huyền bí, như là có thang từ đất tới trời và có thiên thần lên lên xuống xuống vân vân, chỉ trong giấc mơ thôi. Nhưng mà ông đặt niềm tin vào Thiên Chúa, để rồi ông đã sáng dậy thì đã đặt cái viên đá, rồi xích dầu ở trên đó, để cầu xin Thiên Chúa cho ông ra đi, cho ông được trở về bình an. Và ông đã luôn luôn tin tưởng vào Thiên Chúa, vì cũng như lời Chúa đã hứa với tổ phụ của ông là tổ phụ Abraham, rồi Isaac, rồi chính ông nữa, là sẽ ban cho ông được một cái dòng dõi đông đúc như sao trên trời, như cát dưới biển. Lời hứa của Chúa, Chúa sẽ hoàn thành. Nhưng mà con người để đón nhận lời hứa của Chúa chắc chắn cũng phải trải qua nhiều nỗi gian nan, khó khăn, thử thách.
Trong bản tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu ngài cũng đã tới cái nhà ông là thủ lãnh, thì ông ta có một đứa con gái đã chết rồi, cho nên ông vội vàng chạy đến Chúa để xin Chúa đến cứu sống ông. Và trên cái đường thì lại gặp một người phụ nữ đã bị băng huyết đã 12 năm. Thì bà ta trong cái cơn bệnh bị băng huyết như vậy thì không có dám tới gần và không có dám biểu lộ ra một cái điều gì hết. Vì đó là điều ngăn cấm của luật Lê Vi. Những ai có máu, những người bị thương tích, những người bị ô uế là không được nơi vào nơi công cộng. Và ai đụng chạm vào người khác thì người ta cũng phải sẽ bị ô uế như vậy. Cho nên bà ta cũng vừa run, vừa sợ, rồi lại vừa có lòng tin, cho nên chỉ rón rén đụng vào cái tu áo của Chúa thôi. Thế mà bà được hỏi, vì Chúa nói rằng lòng tin của con đã cứu chữa con. Rồi khi Chúa tới nhà của người con gái của ông thủ lãnh đó, thì nó nằm chết rồi. Cho nên Chúa Giêsu đến vào thì nói rằng nó đâu có người chết đâu, nó ngủ. Mà thực sự nó chết thật, vì chết đó là một giấc ngủ, một giấc ngủ dài, một giấc ngủ rất là êm đềm, một giấc ngủ không còn có lo lắng về chuyện này chuyện kia, không còn buồn phiền, không còn thất vọng chán nản nữa, là một giấc ngủ dài. Cho nên khi mà Chúa Giêsu nói rằng nó đang ngủ đấy, quả thật nó đang ngủ, đối với Chúa sống chết ở trong bàn tay của Chúa. Như Thánh Phaolô đã nói, dù tôi sống hay để tôi chết, tôi vẫn thuộc về Đức Kitô. Cho nên sống chết với Chúa cũng chỉ là một giấc ngủ. Và cái thời gian đối với Chúa, mình có cái quá khứ, có hiện tại, có tương lai, nhưng mà đối với Thiên Chúa chỉ có hiện tại mà thôi. Cho nên nó ngủ, người ta cười, ta cười Chúa, nó chết bà nữa rồi, còn ngủ gì nữa. Mà Chúa Giêsu tới chỉ cầm tay nó thôi, thì nó đã sống lại. Nó để cho người ta thấy rằng cái ông bà bố của nó có lòng tin. Cho nên chính lòng tin của ông ta, Chúa đã chữa con cái cho ông ta, cho nó được sống lại. Cho nên qua lời Chúa ngày hôm nay, đặc biệt là trong cái ngày thứ hai, chúng ta vẫn thường cầu khấn với Thánh Martin de Porres, thì chúng ta cũng thấy rằng Thánh Martin de Porres chỉ là một thầy trợ sĩ rất là tầm thường, hơn tất cả những người tầm thường. Và chính thánh nhân mà khi mà gõ cửa đi vào để xin việc trong cái tu viện cũng vậy, đâu có bao giờ nghĩ tới sẽ làm thầy đâu, chỉ xin làm một cái người gác cửa. Nhưng mà chính cái đời sống của Thánh Martin de Porres, ngài luôn luôn đặt niềm tin và cầu xin với Thiên Chúa. Thì tất cả những việc bác ái, những cái việc chữa lành của ngài, đó là do Thiên Chúa. Và con người của ngài là con người rất khiêm nhường, cho nên đã nhận lãnh được hồng ân của Thiên Chúa để rồi san sẻ cho tất cả những người đến xin ngài, xin ngài để cầu ngài cầu nguyện với Thiên Chúa ban cho họ ơn này ơn kia. Cho nên rất nhiều người cũng đã được lãnh nhận những cái hồng ân mà khi mà cầu khấn với Thánh Martin. Tuy nhiên chúng ta biết rằng Thánh Martin không có ban, nhưng mà qua cái lòng tin của con người với cái nhân đức của Thánh Martin, Thánh Martin sẽ cầu bầu cho họ để đợi Chúa ban cho. Vì thế qua phụng vụ lễ Chúa ngày hôm nay, Chúa cũng mời gọi tất cả chúng ta lạy Chúa, con tin tưởng vào ngài, và cứ đức tin được mạnh mẽ, đức tin luôn luôn gặp nhiều cái sự gian nan thử thách, nhưng mà chúng ta vẫn tin và phó thác vì tin rằng Thiên Chúa luôn luôn ban cái sự lành cho chúng ta nếu chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa.